Ok, bây giờ thì mình sẽ ra rút tiền này cho bạn xem này. Mình sẽ rút lớn nhất là mình rút 30.681.000 nhá. Ok các bạn ơi, cái lệnh rút tiền của mình đã thành công nhá. Sau chỉ có mấy chục phút chờ đợi thôi. Hôm nay là chủ nhật nhưng mà đây nhá. 30.681. Ở đây thì các bạn có thể xem được cái số tài khoản ngân hàng cũng như lịch sử rút tiền của mình đã thành công.